À, đường đi ra ngoài cảng nè. Có cái nhà hàng 2 sao nè. Đây có cây hoa đẹp chưa? Wow, đây trái sung nè, thấy trái sung chưa? Trái sung chín rồi nè, thấy không? Thấy sung chín ngay ở trong ngoài đường luôn nè, thấy không? Wow. Wow, đây cây sung nè, cây sung ngay ở ngoài đường luôn nè. Là nó rụng mà nó chín, nó rụng xuống đất này. Trái này cũng bự lắm á. Wow. Thế ông giờ mình hái thử trái ăn được coi nha. Cái này chê xanh nè. Trên này chín này. Wow là. Bây giờ mở nó ra xem nó như thế nào nha. À, gọi là trái sung à. Mà bên Tây này nó không dám ăn nha. Không biết ăn như thế nào. Cái sung này rất là ngon à. Nhưng mà nó hình như nó khô sao. Cái vườn nhà ta không? Đẹp không? Có trồng cà chua này, trồng táo này. Thế ngoài đường ông nó có mấy thùng rác, 4 thùng rác này ha. Gọi là wow, đây hoa mới đẹp này ha, hoa nhiều không? Quá trời hoa luôn thấy không? Hoa wow. Wow, nở đầy đường không? Lên đi trên kia là con đường lên dốc lên kìa. Đó. Đoạn dưới kia là autoroute kìa. Đó, xe chạy đường dài á. Đây nó bán nhiều xe không? Đó, đây là nhiều hãng, rất nhiều hãng xe tập trung đây nè. Đây có cái quầy nhà hàng thức ăn nhanh này. Đây có hãng xe Volvo này. Chiếc này đẹp không? Volvo á. Volvo á. Ở đây cũng có hãng xe nữa nè. Hãng xe này của Đức này. Volkswagen này.